Hello các bạn, thì hôm nay mình với Vidac sẽ vào tựa game Minecraft này để chọn trái quỷ và PvP với nhau. PvP trong game Minecraft luôn hả? Không, thì bây giờ anh với em sẽ sử dụng cái máy này và khi mình bấm vô nút này nó sẽ dăng trái quỷ ra. Chúng ta chỉ cần bấm 3 lần để nhặt. Ơi, rớt mẻ xuống dưới rồi. Đó, thì bấm 3 lần như thế này và sau đó để lên trên đây. Và chúng ta sẽ sử dụng cái emoji để diễn tả cái trái quỷ này. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4.145 cái phần bình luận nha. Rồi, ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu nè. Rồi, bắt đầu đi. Ok, lấy ba trái quỷ ra trước đi. Vậy ta. Từ nha, để coi sắp xếp làm sao để lừa được Vidac mới được các bạn ơi. Trái quỷ này căng dữ vậy. Rồi, ok, thì emoji của ba trái này đó chính là như thế này. Trái thứ nhất, trái thứ hai hay trái thứ ba? Chọn trái thứ hai. Sao? Chị chọn cái nào trái hai? Qua đây coi trái thứ hai của em nè. Ủa, trái hai là bạn ship lại hả? Trái hai là trái kitsune nha các bạn. What the hell? Cay quá. Rồi các bạn ơi, thì emoji của Vidac nó khó hiểu quá. Nhưng mà để chắc ăn nhất thì mình sẽ chọn trái thứ nhất nha. Nào, trái thứ nhất của em là gì? Tù. Biết ngay mà. Ủa mà trái thứ ba mắc gì có cái xe hơi đó là sao vậy? Tại trái bộ đồ đâu có biểu cảm gì đâu. Có xe hơi là kiểu nó hay dùng đến di chuyển đấy. Nhanh đó hả? Ok, thử dòng đầu tiên mình sẽ sử dụng trái mochi. Và Vidac thì là trái kitsune. Em đã sẵn sàng cho cuộc chiến hôm nay chưa? Ủa, anh lấy lỗi với kitsune rồi. Khôn ha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chiến đấu với trái mochi rồi đó. Ôi, kitsune là sao các bạn? Kitsune là sao? Là lỏ luôn. Kitsune sẽ quýnh sao bằng trái đô được. Mày, ui. Quên cái gì mới kia bị đánh nè. Anh Ken chích được hết luôn. Ây da. That's kinda rồi, small. Rồi. Ui. Rồi. Dính chiêu. Đỡ nè cu. Ken chích nè. Bùm. Ken chích hộ. Ken chích hộ. Ui. Quay. Rồi chết nè. Dạ. Từ thôi. Chơi. Từ thôi. Mày. Ui. Hay chứ vậy. Hay vậy. Rồi. Su. Ây da, cái đó Ken chích được là sống rồi. Trái kitsune của em nào phu? Em chưa có làm nóng. Thì trận đầu tiên anh Ronaldo đã chiến thắng 1-0 nha các bạn. Ok, để trận thứ hai đi. Để trận thứ hai qua chỗ màu hồng của mày đúng mày. Các bạn biết tại sao mình sắp xếp cho ông Vidac cái chỗ màu hồng không? Tại vì nó rất là... tới trận thứ hai nha. Hi, trái đầu tiên, ui hên là chụp lại được. Trái thứ hai, hi. Cái này giống chơi chụp trái quỷ hơn là chọn trái quỷ á. Không chụp được rớt xong. Ôi, ba trái này trái nào cũng cùi bắp hết. Dáng này emoji của em chính là như thế này. Trái hai là trái squid. Sao em biết? Trái ba là trái T-Rex. Ô, xa chơi rồi. Chọn đi. Chọn trái nào? Em chọn trái số 2. Rồi qua đây coi nè. Đâu nói sai mà. Rồi vậy lấy trái thứ hai đi. Thì trái đầu tiên Vidac mô tả là cái bóng đèn. Trái thứ hai là trái âm thanh đúng không? Trái thứ ba là gì mà xám xịt vậy? Anh nghĩ anh sẽ chọn trái thứ hai đi. Ôi biết ngay mà, trái thứ hai là trái âm thanh nha các bạn. Quá dễ đoán luôn á. Mà có trái thứ ba này hơi khó đoán nha. Trái thứ ba này hơi khó đoán nè, màu xám anh không biết là gì hết. Rồi thì ở màn đấu thứ hai này mình sẽ sử dụng trái âm thanh, còn Vidac là sử dụng trái dựng. Em sẵn sàng chưa Phúc? Nói chuyện xíu nha, nói chuyện trước nha, đừng vô quýnh liền nha Phúc. Anh cần thời gian để làm công chuyện. Rồi vô quýnh luôn nè. Mày. Mình nhớ cái trái này mạnh lắm các bạn ơi. Vidac quýnh mình trước bằng trái này là dữ lắm nè. Mày. Lần này để anh cho em biết sức mạnh của trái sau nha. Ôi da. Ôi da. Ui da. Ôi da cái gì? Ui thằng này top 1 spirit hả? Ui các bạn ơi, Vidac sẽ xài trái spirit bá đạo vậy. Né đi. Né đi. Mày né. Ui sao bá đạo vậy? Ui. Đỡ hộ pha này. Ây da, khó chịu vậy. Ui. Hên vậy. Ôi mày sao trái sao này phế quá vậy? Ôi anh cảm giác như anh không thể nào xài chiêu trúng em luôn á. Tại em bình thường em xài chế đó mới trúng, còn anh tưởng nó dễ trúng lắm. Mày xàm. Anh ảo các bạn ơi. Đi cái tỷ số một điều luôn rồi. No. Cay quá các bạn ơi, không ngờ trận đó mình lại thua chứ. Mình nghĩ chứ sao phải mạnh lắm chứ trời. Đến vòng đấu thứ ba nè. Một trái quỷ đầu tiên. Ui. Trái quỷ thứ hai.
Và trái quỷ thứ ba. What the hell? Rồi mình nghĩ mình sẽ cho nó vô trái này nha các bạn. Rồi đây là ba trái quỷ của anh đó. Khó đón lắm đó nha. Okay, sao okay. Anh chọn như mấy? Khó đó, lần này là khó đó chứ không đơn giản đâu. Em chọn trái thứ nhất. Ôi thiệt hả? Thiệt. Vãi. Qua đây coi nè. Hồi nãy em mới nói trái này luôn á. Em tưởng lần này em phải làm cho nó thành Shadow rồi em kiểu anh sẽ chôn em. Tại vì em sẽ không nghĩ nữa là trái đất. Cuối cùng trái của V-Duck là trái bóng tối. Ok thì đây chính là ba trái quỷ của V-Duck nha các bạn. Nhìn cũng hơi khó đón ha. Kiểu trái đầu tiên chắc không phải là trái Leopard đâu. Nhưng mà hai trái còn lại thì mình cũng bó tay nha các bạn. Thôi mình chọn trái này mình biết đi. Mình chọn trái thứ nhất. Đừng có lừa anh nha. Đừng có lừa anh nha. Hey. Ôi. Thì ra trái thứ ba là trái này hả, hên không chọn nha. Rồi, anh lấy trái Leopard. Rồi, ok, em đã sẵn sàng cho cuộc chiến hôm nay chứ nào. Rồi, em sẵn sàng khi sử dụng trái đất V1 của mình rồi đó. Gì? Trái đất V1 luôn hả? Chắc tầm 2 giây rồi. Mày mạnh dữ à. Mạnh dữ. Rồi chúng ta. Thôi, anh biến hình luôn nha Phúc. Mày. Trời ơi, gì ghê vậy, gì ghê vậy. Gì trái đất V1 mà thấy ghê vậy. Ôi, thằng này mày chạy kiểu nó bất lực á, mình chỉ cần chạy thì mình quýnh thôi, nó đâu có làm được gì mình đâu. Cái này giống như bắt nạt tụi nó vậy đó mày. Rồi xong kinh điểm nha. Đau quá kết thúc mới chịu à. Thôi im lặng nào cô bé, anh đang miêu quinh. Bye bye. Ê tàn hình hay vậy. Bye bye. Yes, tỷ số bây giờ là 2-1 nha các bạn. Cầm đi. Rồi ok bắt đầu. Ui mẹ mới chạy. Ui ghê vậy. Ui sao toàn chứ mấy cậu không đi chơi. Ây da. Ủa gì hả? Ok thì đây chính là ba cái emoji của ba trái quỷ này nha. Em chọn trái nào? Em sẽ chọn trái trái số 3. Khó chọn lắm đó nha. Chắc chưa? Giờ cho em chọn một lần nữa trái số mấy? Số 3. Lại anh kêu cho chọn lại rồi. Trái số 3. Ủa, là trái Shadow nè. Ủa là trái xịt mà. Thì bởi vậy mới kêu em chọn lại. Công nhận cây thì các bạn không ngờ V-Duck nó vẫn thông minh như vậy chứ. Ok thì đây chính là ba trái quỷ của V-Duck nha các bạn. Thì mình cũng không biết là mẹ rồi nữa. Nhìn khó hiểu vãi trưởng. Kiểu nó vừa dài dòng nó lại còn vừa khó hiểu nữa. Thôi anh chọn trái số 2 đi. Là trái gì vậy? Số 2 là trái T-Crack. Ui em diễn tả công nhận dễ hiểu ghê á. Thì vòng đấu tiếp theo mình sẽ sử dụng trái T-Red. Còn V-Duck sử dụng trái Shadow. Rồi bây giờ anh sẽ lấy trái T-Red ra nha. Sức mạnh khủng long. Em đâu rồi? Đúng rồi. Vậy áp sát gì vậy? Áp sát gì vậy? Muốn quýnh luôn hay gì vậy? Sàng khủng sàng. Long mấy đuôi nè. Ui chưa nói sẵn sàng nữa mà. Ủa vậy hả? Vậy giờ sẵn sàng. Ôi. Ok. Lần này xin lỗi đi. Khủng long vẫy đuôi. Thở săn tức giận. Ghê chưa? Ai vậy là mày. Vậy đó. Dạ, nè, đỡ thử nè. Thúi không? ui cái chiêu này nữa. Cái gì á? Ôi cái chiêu đó anh kiểu anh không biết gì luôn á, tối thui luôn xong anh chết. Ai tỷ số bây giờ đang là 2-2 nha các bạn. Ôi các bạn ơi, dáng nãy khó hiểu quá, tại sao trái Shadow có thể sóc đam đỉnh vậy? Rồi, ba trái quỷ tiếp theo, cho trái đó cùi cùi đi. Rồi. Ôi đây rồi. Trái thứ ba là trái siêu cùi luôn nha. Rồi, lần này là ba trái quỷ của anh nha, hơi khó đón đó. Anh nghĩ cái emoji này em sẽ rất là khó đón đúng không? Trái 1, trái quét, trái 2, trái lai, trái 3, trái T-Rex. Dạ. Cái gì nữa? Vậy rồi em chọn cái nào? Quan trọng là kỹ năng thôi. Em chọn trái lai. Ok, chọn trái lai đúng không? Để anh quăng vô cho em nè. Lấy đi. Đây nè. Hey, mày giỡn mặt đó mày. Rồi em gửi kìa, anh chọn đi. Ok, thì đây chính là ba trái V-Duck random cho mình nha. À, trái 1 là trái bò tò đúng không? Rồi, mình sẽ sử dụng trái thứ 2 nha. Cho anh trái thứ 2 đi. Trái Flame. Ok các bạn ơi, thì nếu như mà các bạn không biết thì trái Flame chính là một trong những trái gọi là trái tủ của mình luôn. Nên là hôm nay V-Duck chắc chắn sẽ ăn hành rồi. Sao? Xài bung luôn nè, ghê chưa? Em đâu rồi? Dạ. Mày khùng. Dạ. Nè, cái này mới khó né nè Phúc, cái này mới khó né nè. Cái này mới khó né nè. Chạm nha. Sao chạy được. Dạ. Anh nói rồi, anh mà xài chế flame em mệt mà. Lửa địa ngục. Hellfire. Emotional damage. Này thì tận dụng. Làm cái rồi, ném chúng đi. Ném chúng. Quả cầu đó chỉ để lừa thôi Phúc ơi. Mày đòi bắn qua cái khe. Rồi.
Ôi này nó giỏi chạy quá các bạn ơi. Ủa gì giỏi chạy đứng dưới đất không nè mày. Ôi hay vậy. Hay hay vậy. Bye bye. Nó không biết mình có lỗ bung các bạn ơi, mình cứ bay chạy vậy nè. Mày chạy. Dạ. Sao? Sao né đi. Cái quái gì vậy trời. Rồi. Rồi. Mày né đi. Rồi. Pha này. Ui. Cái gì vậy? Một chấm máu mà khó chứ người ta. Mày. Đâu rồi. Chưa biết ai ngay đó nha. Chưa biết ai ngay đó nha. Game chạy kìa. Chơi game mà chạy. Yes. Tỷ số bây giờ là 3-2 nha các bạn. Một trận chiến quá đơn giản luôn. Nói rồi, chế flame của mình là số 1. Sao, sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, trận chiến tiếp theo nha. Let's go. Ui. À, ok. Trái này. Ui. Và trái cuối cùng. Ui. Lần này ba trái đều cũng khá là ngon đó nha Phúc. Rồi thì đây chính là ba trái quỷ của anh. Thấy sao? Dễ đoán đúng không? Trái à, em chọn trái thứ nhất. Thiệt không? Thiệt. Trái shadow. Trái sao mà? Ok thì trái của Vidac là trái sao nha các bạn. À, sao hay dữ vậy? Anh làm khó tới vậy rồi mà. Rồi thì đây chính là ba trái quỷ của mình nha. What? Trái đầu tiên là trái băng. Trời. À, trái đèn green là trái light hả? Phải luôn. Thôi anh chọn trái thứ nhất đi. Anh thích trái thứ nhất hơn. Ôi biết ngay mà. Rồi thì trận chiến tiếp theo thì mình sẽ xài trái A và Vidac sẽ xài trái tủ của nó. Đó chính là trái sao. Tiến thèn chưa? Rồi. Rồi ok vô nha. Rồi tích nộ đi má. Nó kìa nó cho anh kìa. Mày cho anh. Ôi chưa tích xong mày mà. Mày cho anh. Biến hình mình siêu nhân hả? Tao không phải là yêu quái trong phim như mày. Mày. Khùng. Mày. Ủa sao không mất máu gì chưa vậy? What the hell. Ủa gì vậy? Là sao nữa? Ủa là sao ta? Mày. Pha hồi nãy chắc chắn có cái gì đó bí ẩn ở đây. Mới hụt được chiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ chạy nha các bạn. Dạ. Ui. Hên quá các bạn ơi. Mày. Ủa sao hụt? What the fuck? Pha đó sao hụt? Làm cái gì hay vậy? Ở đâu? Rồi. Sao có chuyện đánh hụt cái pha đó được? Các bạn ơi, Vidac nó hack. Cứu mình ơi. Trời ơi, đánh thua cái xong kia mình hát các bạn ơi. Sao phải đó mình đánh hụt được. Này nó sống kỹ quá à. Rồi đừng có lại gần đây, chết đó. Chết đó. Dạ. Chết đó. Chết đó. Cái đéo gì trời, sao mua được khi dịch sao vậy. Cuối cùng lần đầu tiên trong cuộc đời mình chiến thắng với đất khi nó xảy ra sao các bạn ơi. Thì tỷ số bây giờ là 4-2 nha các bạn. Còn một trận cuối cùng thôi là chúng ta sẽ đi đến chiến thắng. Ok, đến với trận chiến cuối cùng ngày hôm nay. Ý mình là trận chiến tiếp theo nếu như bị đất chiến thắng. Em sẵn sàng chưa? Em chắc sẵn sàng. Ơ, ây, ui, nhém nó gớt, ui. Ok, trái này mạnh lắm nha. Ui, lại ra trái mạnh rồi. Ui, này mạnh thiệt. Thì ok, đó chính là ba trái quỷ của anh. Em chọn trái xì gà là trái gì vậy? Chọn đi. Chọn trái 2. Chắc không? Rồi, qua đây chọn trái điện của em nè. Xì gà là trái bốt à. Thì chuẩn không? Kiểu nó có khói đó. Đây, rồi, trái Kitsune. Kitsune phiên bản 100. Phiên bản V1. Thì đây chính là ba trái quỷ mà Vidac đã random cho mình. Cũng khó hiểu ha. Trái thứ ba nhìn có vẻ xịn đó các bạn. Trong ký ức của mình hình như trái thứ ba nó không xịn cho lắm nha. Thôi, anh sẽ chọn trái thứ nhất nha. Trái thứ nhất là gì? Thứ nhất là trái Control. Đưa anh trái Control coi. Rồi, thì trận chiến này mình sẽ sử dụng trái Control nha các bạn. Còn Vidac thì xài trái Rumble. Ok, tới đây, vô mày. Cho em coi món quà bất ngờ của anh nè. Ôi, sao nó bay của mày ơi. Ôi. Mày né. Ui, ghê hả? Mèo, pha đó mà trúng luôn. Đỉnh vãi. Ôi, anh hắc mà. Dạ, đau vậy. Từ, mình có ý tưởng nè các bạn ơi. Em có muốn quà tặng gì vào ngày 8 tháng 3 không Phúc? Thôi tặng em cái này nha. Ui. Né hộ. Mày chết tê đi. Tê chưa. Mày. Lật kèo được các bạn ơi, còn lật kèo được chắc kinh cho anh mà. Mình là lo. Mày, 4 cà đàm. Cái này mà dạng V1 là mấy bạn fan chửi anh đó nha.
Mày mày nói với anh là em quýnh không trúng vậy. Ai nói với mày anh... Ủa bắt phát sao phát đó hụt. Ai nói với anh là anh có thể sống sót khỏi cú quả bom thunder này hả? Ai mày ảo. Em biết anh có thể dịch chuyển trong vòng 1 giây không phải không? Anh sau lưng em nè. Em cột, cái cột này là bay vô đầu em đó, cái cột này là bay vô đầu em đó. Yeah. Ôi các bạn ơi, múa nè các bạn, coi follow Antino múa nè. Bye bye. Ui, má hiện full moon lên tưởng em chết rồi chứ. Ôi. What the fuck? Từ khi ăn chọn cục đá vô mặt. Hiểu cái tỷ số trong trận chiến hôm nay đó chính là 5-2 nghiêng về phía của mình. Thì cuối cùng sau 5-6 video đó mình đã giành được chiến thắng với Vidac rồi nha các bạn. Có lẽ là hôm nay mình hơi xuống phong độ rồi các bạn ơi. Thì các bạn biết bài học hôm nay là gì không? Đó chính là trên shop của mình có bán hẹn tập V4 145k nha.